Cụ thể, quy định mới nêu rõ kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt là loại hình kinh doanh vận tải hành khách sử dụng xe ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể chỗ của người lái, để vận tải hành khách, đồng thời có xác định điểm đầu, điểm cuối, các điểm dừng xe để đón trả khách với lịch trình, hành trình xác định. Hiện theo quy định tại Nghị định 10 năm 2020 của Chính phủ, quy định về sử dụng xe ô tô làm xe buýt công cộng phải có sức chứa từ 17 chỗ trở lên. Như vậy, theo quy định mới, thì xe buýt được sử dụng xe từ 8 chỗ trở lên thay vì 17 chỗ, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, khi luật đường bộ 2024 chính thức có hiệu lực.